xin chào các bạn. Hôm nay mình có một cái thí nghiệm nhỏ để giới thiệu về cái hộp bảo vệ xe máy của mình. Đây là cơ bản là một cái mô hình để mình mô phỏng về cái nguyên lý bảo vệ của hộp bảo vệ xe máy để cho các bạn dễ hiểu hơn. Cái mô hình này bao gồm một cái ắc quy này giống như là ắc quy ở trong xe máy của mình á, nó có điện thế là 12V 6 khi mà được nạp đầy. Còn cái hộp màu đen này gồm một cái mình gọi là chìa khóa xe, giống như là cái chìa khóa xe của mình vậy. Còn nút là nút khởi động, giống như là cái nút mà mình khi mình ấn vào mình đề á, mình lên ga thì xe nó sẽ nổ máy được. Đây là hộp bảo vệ, còn đây là giống như là động cơ xe máy của mình vậy thôi. Khi mà mình bấm cái nút này là cái động cơ của nó sẽ quay. Rồi mình sẽ giới thiệu về nguyên lý làm việc cơ bản của nó. 12V này nó sẽ cấp đưa tới ổ khóa của mình. Ổ khóa thực tế nó chỉ là một cái tiếp điểm đóng mở nguồn điện để cho xe hoạt động thôi. Khi mà mình bật chìa khóa lên, tức là nguồn điện này nó từ ắc quy này nó đã thông đi qua chìa khóa. Trong trường hợp mà nếu mà không có cái hộp bảo vệ xe máy này á, là cái nguồn 12V 6 này nó sẽ được cấp thẳng tới cái motor để khởi động cho xe. Khi mà bạn trường hợp không có hộp bảo vệ này, bạn ấn nút đề á, thì cái động cơ này nó sẽ quay. Nhưng mà trong trường hợp này á, thì nó đã được qua hộp bảo vệ, thì khi mà mặc dù các bạn có ấn nút khởi động thì xe bạn cũng vẫn không khởi động được, trừ khi nào cái hộp bảo vệ này nó được nhập bách hoạt đúng thì tiếp điểm ở trong hộp bảo vệ này sẽ đóng thì đường điện này nó sẽ đưa vào cho cái động cơ này sẽ chạy. Rồi bây giờ mình sẽ thực tế mình sẽ nhập bách hoạt để mở khóa cái hộp bảo vệ này. Thực tế đây chỉ là một kết nối Bluetooth thôi. Hộp bảo vệ này mình sẽ tiến hành kết nối Bluetooth, mình sẽ bật chế độ Bluetooth trên điện thoại. Kết nối Bluetooth trên điện thoại và bắt đầu dò tìm cái tên thiết bị của mình. Dò tìm cái tên thiết bị có hộp bảo vệ này nè. Đây, nó là Win 668. Các bạn nhấp vào. Tiến hành ghép đôi. Rồi, đã kết nối. Có nghĩa là cái smartphone của mình đã kết nối với cái hộp bảo vệ này. Rồi, tiếp tục. Chúng ta sẽ mở cái phần mềm ứng dụng DTMF Tone lên. Rồi, ở đây á, cái hộp bảo vệ này mình đã được thiết lập bách hoạt mặc định của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, các bạn sẽ nghe kêu tiếng, nghe 3 tiếng bíp bíp bíp, có nghĩa là hộp bảo vệ này đã được mở khóa. Và nguồn điện từ 12V ắc quy này nó sẽ đi qua chìa khóa, đi tới nút khởi động và đi qua cái mạch hộp bảo vệ của mình và đi tới động cơ. Khi mà mình ấn nút khởi động thì động cơ nó sẽ chạy. Rồi, bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn thay đổi bách hoạt của chiếc hộp bảo vệ xe máy này. Tại vì khi mà mặc định của cái bách hoạt này lúc ban đầu của mình khi mình làm ra là bách hoạt mình mặc định là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khi mà mình lắp cho một cái khách hàng nào đó thì khách hàng nó cần thay đổi bách hoạt. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể dễ dàng thay đổi bách hoạt của cái chiếc hộp bảo vệ này trên giao diện điện thoại. Chúng ta bước 1, chúng ta mở chìa khóa xe lên, chờ cho hộp bảo vệ khởi động. Tiến hành kết nối giữa hộp bảo vệ và smartphone của mình bằng Bluetooth. Chúng ta kiểm tra lại xem coi nó đã kết nối chưa. Win 668 đã kết nối với lại smartphone của mình. Rồi, bây giờ tiếp tục. Mình mở cái phần mềm DTMF lên. Để tiến hành thay đổi bách hoạt, trước tiên chúng ta phải bấm thăng nhập bách hoạt mặc định lúc ban đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếp tục chúng ta bấm phím sau. Sau đó tiếp tục nhập 6 ký tự bách hoạt mới mà các bạn cần thay đổi.
4. Mình ví dụ là 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt chìa khóa xe để nhận cái password mới. Rồi mở lại chìa khóa xe để xem chúng ta coi cái chúng ta đã đạt được password mới chưa. Chờ một chút xíu cho nó kết nối giữa hộp bảo vệ và điện thoại. Rồi chúng ta sẽ nhập lại thử cái password của nhà mặc định coi coi có khởi động được xe hay không. Rồi chúng ta đề máy thử xem có chạy được hay không. Không chạy có nghĩa là password đã sai, nó không lấy được. Bây giờ tiếp theo chúng ta nhập lại cái password chúng ta vừa thay đổi xong. 4 5 6 7 8 9. Rồi cái lúc này là chúng ta đã nhập đúng password vừa thay đổi. Thử có nó chạy không nha. Đấy, nó chạy rồi đấy, có nghĩa là cái password mới mà chúng ta đặt nó đã được nhận. Trường hợp bây giờ các bạn tiếp tục là muốn thay đổi password khác thì cũng như vậy thôi. Chúng ta trước tiên thì chúng ta sẽ khởi động lại cái hộp bảo vệ đi. Rồi. Chờ kết nối. Rồi, tiếp tục muốn thay đổi mới thì tiếp tục vào phần bấm phím thăng. Nhập lại cái password mà chúng ta đã thay đổi trước kia. 4 5 6 7 8 9. Tiếp tục bấm sao. Rồi, chúng bây giờ mình sẽ đặt lại cái mặc định là 12456 cho cái hộp này cho dễ nhớ. Rồi. Chúng ta tắt. Bây giờ tiếp tục khởi động lại thử xem sao coi có thay đổi password lại đúng chưa. Chạy kết nối xíu nha các bạn. Rồi. Thử nhập password mới. Rồi, thử khởi động xe nè. Lại nè, nó có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được cái password, quay trở lại bắt đầu mặc định. Về chiếc hộp bảo vệ này á thì nó sẽ có cái tính năng là nó sẽ hú cảnh báo khi mà chúng ta nhập sai password quá 3 lần. Bây giờ mình sẽ thử cái tính năng này của hộp đó. Ví dụ bây giờ ta password đúng của nó là 123456 là password đúng. Bây giờ ta sẽ nhập sai password 3 lần thử xem sao. Cứ 6 ký tự là nó sẽ nhận một lệnh sai một lần rồi. Rồi sai 2 lần. Sai 3 lần là tự động nó sẽ hú. Đấy, nó sẽ hú, nó cảnh báo cho các bạn biết là chúng ta đã nhập sai password. Chừng nào khi chúng ta nhập đúng password thì nó sẽ không còn kêu nữa. Bây giờ mình nhập lại đúng password nè. 1 2 3 4 5 6. Rồi tự động nó sẽ không hú nữa. Có nghĩa là chúng ta đã nhập đúng password. Bây giờ mình xin nói thêm về cái hộp bảo vệ xe máy này. Hộp bảo vệ xe máy này nó sẽ làm việc ở hai chế độ. Chế độ bảo vệ và chế độ không bảo vệ. Chế độ không bảo Tại sao lại có chế độ bảo vệ và chế độ không bảo vệ? Chế độ không bảo vệ này có tác dụng giúp chúng ta khởi động xe nhanh khi chúng ta đang lưu thông trên đường. Có nghĩa là khi chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ, chúng ta tắt máy, chúng ta tắt chìa khóa, xong rồi chúng ta bật chìa khóa lại, chúng ta vẫn đề được máy nổ mà không cần phải nhập password. Cái chế độ này nó giúp chúng ta thuận tiện ở cái là khi mà chúng ta lưu thông đi lại trên đường á, mình đang sử dụng xe mà dừng đèn xanh đèn đỏ quá lâu mà mình không muốn xe nó chạy nữa để tốn xăng á, thì mình tắt chìa khóa. Khi mình bật chìa khóa lên, cái hộp bảo vệ này nó vẫn không hoạt động. Chúng ta có thể đề máy để chạy bình thường mà không phải tốn thời gian nhập password. Còn chế độ thứ hai, chế độ bảo vệ, chúng ta nên sử dụng khi nào? Chúng ta nên sử dụng chế độ bảo vệ khi xe chúng ta được để cất giữ ở nhà
cất ở bãi giữ xe, hoặc là khi mà chúng ta đi mua cái gì đó mà xe dựng ngoài đường thì chúng ta nên kích hoạt chế độ bảo vệ của hộp này. Xe chúng ta dựng ở bãi lâu ngày hoặc là dựng ở đâu đó mà không có người trông coi á, thì tốt nhất thì các bạn nên bật cái chế độ bảo vệ của cái hộp này lên để bảo vệ cho chiếc xe máy của mình. Mặc dù mà kẻ gian có dùng chìa khóa bản năng hay gì hay bẻ khóa ổ khóa của mình á, thì người xấu đó cũng người đó cũng sẽ không khởi động được xe của mình. Rồi bây giờ mình xin xin giới thiệu về cái cách thiết lập chế độ bảo vệ và chế độ không bảo vệ. Hiện tại thì cái hộp này đang nằm ở chế độ được bảo vệ. Chúng ta bật chìa khóa lên, chúng ta sẽ nghe cái tiếng beep, có nghĩa là hộp bảo vệ này đã hoạt động. Để chế bỏ chế độ bảo vệ này, chúng ta cũng dùng điện thoại. Trước tiên thì chúng ta cũng phải kết nối cái hộp bảo vệ này với cái điện thoại của mình, tiến hành kiểm tra kết nối. Rồi nó đã kết nối được. Rồi chúng ta tiếp tục mở cái phần mềm ứng dụng là DTMS lên để hủy bỏ cái chế độ bảo vệ của hộp này. Thì chúng ta cần bấm thăng 1 2 3 4 5 6, và trong thời gian 5 giây chúng ta không bấm gì nữa hết thì cái hộp này nó sẽ hủy chế độ bảo vệ. Rồi chúng ta sẽ thử lại cho các bạn xem. Tắt xe, rồi bắt đầu mở lại chìa khóa. Rồi trường hợp này chúng ta ấn nút D thì xe vẫn chạy được. Thấy chưa, nó đã hủy chế độ bảo vệ rồi. Nó là chúng ta sẽ đề được máy nhanh thôi mà không cần phải nhập password nữa. Rồi vậy đó. Còn cái trường hợp nè, khi mà muốn kích hoạt lại cái chế độ bảo vệ của cái hộp bảo vệ này thì ta cũng làm tương tự thôi. Bây giờ ta cũng sẽ tiếp tục dùng phần mềm DTMS này. Chúng ta sẽ bấm phím sau. Đó đồng nghĩa là với việc là chúng ta đã kích hoạt lại chế độ bảo vệ của hộp bảo vệ xe máy. Chúng ta sẽ tắt chìa khóa và thử lại. Rồi, hộp bảo vệ này hoạt động nè. Ta ấn đề vẫn không, động cơ vẫn không chạy được. Thấy, đấy, thấy chưa? Bây giờ chúng tiếp tục chúng ta phải nhập đúng bát thì mới khởi động được xe. Đấy, bây giờ khởi động xe này. Đấy. Xin lỗi. Để đề phòng cái trường hợp mà điện thoại của chúng ta nó không kết nối Bluetooth với lại cái mạch điều khiển được. Ví dụ như là khi mà mạch Bluetooth trên cái hộp bảo vệ này nó bị hư, khiến điện thoại của chúng ta không kết nối được với hộp bảo vệ, thì chúng ta có thể dùng tới cái sợi dây này. Sợi dây này nó gồm có hai đầu dây jack 3 ly. Một đầu á, là mình sẽ tiến hành cắm vào cái lỗ phone của điện thoại. Đầu còn lại mình sẽ cắm vào cái lỗ trên cái mạch bảo vệ. Rồi bây giờ mình sẽ thử là điều khiển cái mạch bảo vệ này thông qua cái sợi dây iPhone này. Trường hợp này, ví dụ như trường hợp này chúng ta đã tắt Bluetooth rồi, điện thoại chúng ta không mở Bluetooth là không có kết nối Bluetooth với cái bo này, thì chúng ta sẽ tiến hành cắm dây này điều khiển thông qua sợi dây này. Rồi chúng ta sẽ nhập thử password 1 2 3 4 5 6. Rồi đèn này tắt có nghĩa là mạch nó đã hoạt động, cho nó cho xe chạy, nó xe vẫn chạy bình thường. Đây là cái trường hợp mà dự phòng khi mà mạch Bluetooth trên cái hộp bảo vệ này nó bị hư, hoặc là điện thoại của chúng ta bị trục trặc gì đó, nó không kết nối không dây được, thì chúng ta sẽ dùng cái sợi dây này để kết nối để mở khóa cho cái hộp bảo vệ. Bây giờ mình sẽ xin nói thêm về cái mạch bảo vệ xe máy này. Cấu tạo của nó cũng rất là đơn giản thôi, nó chỉ gồm những cái module kết nối lại với nhau để tạo thành một cái mạch hoạt động theo ý muốn của mình.
khi mà chúng ta viết một cái chương trình nào đó, chúng ta nạp vào thì nó sẽ hoạt động theo ý muốn của người lập trình. Đây, cái mạch lớn ở đây nè, mạch màu lớn đây nè. Đó, thực ra nó chỉ là một cái bản mạch điện tử gồm để dành kết nối những cái module nhỏ này lại với nhau, tạo thành một cái mạch nó hoạt động. Mạch thứ nhất ở đây, đây là mạch và Bluetooth. Mạch này thì chắc các bạn cũng biết rồi, kết nối Bluetooth là các bạn cũng biết rồi, nó kết nối không dây giúp mà truyền tín hiệu âm thanh từ điện thoại của mình qua tai nghe hoặc là qua một cái thiết bị nào đó mà không cần đến dây dẫn. Đây, còn mạch này, mạch xanh xanh này nè. Đây, có con IC bự nè. Đây là mạch DTMF, mạch giải mã tín hiệu âm thanh. Còn mạch nhỏ này đây, đây là mạch nguồn. Mạch nguồn này thực tế thì nó có chức năng là biến cái nguồn 12V 6 của mình thành những cái nguồn nhỏ để nuôi cho từng bo 5V, 3V 3 hoặc là 3V rưỡi. Còn cái mạch lớn này, đây mạch lớn này nè, mạch có cổng USB này nè, là cái mạch bo xử lý trung tâm. Đây, cái cổng này thì chúng ta dùng nó để mà khi mà lập trình trên máy, viết chương trình trên máy máy tính, ta sẽ dùng cái phần mềm chúng ta kết nối với lại máy tính, chúng ta sẽ nạp cái chương trình đó vào cho cái bo này. Thì cái chương trình đó có tác dụng là điều khiển cái mạch chạy theo ý muốn của người lập trình, đơn giản vậy thôi. Thì mình nói thêm về cái mạch mà DTMF này nè. Mạch này thực tế nó là mạch giải mã tín hiệu âm thanh. Khi mà trên bàn phím của mình á, khi mà mình bấm số 1, số 2, số 4, số 6, từng cái phím đó nó sẽ có một cái giá trị tần số khác nhau. Khi mà nó được truyền tín hiệu âm thanh này, nó truyền vào cái bộ Bluetooth này, mạch Bluetooth này, nó sẽ có một đường audio. Đường audio này nó sẽ đi vào cái mạch DTMF này. Mạch DTMF này nó sẽ xử lý cái tín hiệu âm thanh đó ra một cái bit nhị phân. Bây giờ mình thử luôn cho các bạn xem. Mở lên. Rồi. Chờ kết nối cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thử một phím nè. Đấy, cái đèn này nó sáng. Bấm thêm phím số 2. Đấy, cái đèn này sẽ nhảy sang vị trí này. Số 3. Thực ra những cái đèn này nó tương ứng với lại những cái bit nhị phân 0 1 1 0 hay là 1 1 0 0 gì đó. Nói chung là các bạn học điện tử thì các bạn sẽ hiểu thôi. Đấy. Bây giờ phím thứ 8 thôi rồi. Đấy, phím 8 nó sẽ cái đèn nó sẽ nhảy khác vị trí khác, phím 0 đèn sẽ nhảy vị trí khác. Nó là vậy.